Thưa quý vị, Mi Xuân Thiện tự nhận là trưởng phu. Trưởng phu là người đàn ông có khí phách, bản chất anh hùng, được thể hiện bằng hành động. Trường hợp trưởng phu của Mi Xuân Thiện có thể hiểu đại khái là một người con gái khí phách, hùng khí và lạm phách. Một người con tự nhận là trưởng phu, lại hành động bộc phát, nhận xét mù quáng, phát ngôn hồ đồ, suy nghĩ thiển cận. Nguyên nhân một phần do trình độ học vấn thấp kém, một phần do sự giáo dục của gia đình, sự dạy dỗ của cha mẹ mà ra. Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bịa đặt vu khống kỳ thị, phân biệt xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người khác. Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tuyên truyền quảng bá những thông tin sai sự thật, thay đổi thân phận của một con người suốt 37 năm qua, đã được pháp luật công nhận. Bà Hồng Loan đã chấp nhận và công chúng cũng đã thừa nhận. Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đánh trảo khái niệm vu khống không bằng chứng không nhân chứng, cố tình gắn ghép những điều không có thật, biến những người lương thiện trở thành tội phạm, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, gài bẫy thu âm lén, phát tán bất hợp pháp trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích gây chia rẽ các mối quan hệ trong xã hội, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người khác, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, cố tình chống đối các quyết định số 874 ngày 21 tháng 6 năm 2021 về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, thực hiện và tiếp tay vấn nạn bảo hành mạng. Một vấn nạn gây nhiều bức xúc trong xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho người khác. Một vấn nạn đã được Bộ Thông tin và các cơ quan chức năng có thẩm quyền ra nhiều điều luật để răn đe và nghiêm cấm. Vu khống người ta là tội phạm trong khi bản thân mình đang phạm tội, mạt sát người ta là vô ơn trong khi bản thân mình lại lợi dụng người ta để bản thân và gia đình có cái để đớp, miệt thị người ta nghèo trong khi mình chỉ là thứ thùng rỗng kêu to, chê bai cái nghề của người ta là mặt hạng trong khi nghề của mình lại là tệ nạn kỳ thị, người ta là thấp kém trong khi bản thân của mình lại là thứ hạ lưu. Chỉ thương cho những khán giả có cái kênh YouTube nhờ rác mà tồn tại, họ chính là những khán giả đáng tội nghiệp vì họ đâu biết được rằng sự có mặt của họ đã vô tình tiếp tay cho những điều sai trái đang được một YouTuber biến chất cố tình phát tán trên mạng xã hội. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con cháu sau này của họ. Trả lời một lần khỏi thắc mắc, tại sao Lê Tĩnh là một đàn ông mà Lê Tĩnh không giống đàn ông? Anh không giống đàn ông thì anh giống đàn bà, mà đàn ông, đàn bà thì đều là con người. Ngược lại, con người hình dạng giống con người mà nhận thức, hành động không giống con người. Vậy cuối cùng, mình thuộc loại gì, con hay là người? Mi sao muốn kiện á thì kiện cho sớm, ngay ngồi trên YouTube chửi người không còn bao lâu, ngay ngồi dưới sàn mà đếm lịch á lại cận kề, ngay lên bàn thờ ngồi hít nhàn khói cũng sắp đến, lỡ có chuyện gì ấm ức không nhắm mắt, hại con hại cháu, chỉ một người công kích, trăm người chữa giùm, ngàn người ủng hộ, nhiều người yêu thương. Đầu năm vậy là vừa rồi, nghĩ mà tội nghiệp cho bà con họ hàng con cháu của mấy cái đứa chửi mình. Ra đường chỉ biết mà gục mặt không dám nhìn ai, đó chính là hậu quả do chính người thân của họ đem lại cho họ. Thật là xấu hổ. Bài viết của nghệ sĩ Lê Tĩnh.